Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tâm Phúc TV, tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của một thành viên xinh đẹp đa tài khác của nhóm Ham TV, Trang Him nhé. Trang Him có tên thật là Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh năm 1996 tại Hưng Yên. Cô đảm nhận vai nữ chính trong nhiều clip triệu view của kênh Ham TV hiện nay và được nhiều bạn trẻ yêu mến. Hãy cùng tìm hiểu thông tin Trang Him là ai qua bài viết dưới đây nhé. Kiều Trang, Trang Him, sinh ngày 9 tháng 10 năm 1996, tính đến năm 2022 cô tròn 26 tuổi. Cô sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hưng Yên, nước Việt Nam. Hiện nay cô sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Cô sinh thuộc cung Thiên Bình, Cẩm Tinh Con, Giáp, Chuột, Bính Tý 1996. Kiều Trang, Trang Him, xếp hạng nổi tiếng thứ 22.610 trên thế giới và thứ 405 trong danh sách diễn viên nổi tiếng. Tổng dân số của Việt Nam năm 2022 vào khoảng 202 triệu người. Từ nhỏ, Kiều Trang có ước mơ trở thành MC dẫn chương trình. Khi lớn lên, vì một vài lý do khiến cô nàng không thể theo đuổi đam mê của mình, Kiều Trang theo học chuyên ngành tài chính, ngân hàng ở một trường đại học tại Hà Nội. Kiều Trang được mọi người biết đến với nickname khá dễ thương Trang Him. Nickname này của Kiều Trang được bạn bè cùng lớp đặt cho từ khi học lớp 8. Trong tiếng Nhật, Him có nghĩa là công chúa. Kiều Trang là nữ chính đảm nhận nhiều vai diễn của kênh Ham TV. Cô nàng từng thử sức nhiều vai diễn khác nhau từ chính diện đến phản diện, vai trung lập ở giữa hòa giải đến một cô nàng thảo mai hôm mưa gọi gió để đi xe kích các bạn đồng nghiệp. Nhưng đa phần là Trang đóng vai chính diện. Vai diễn mà Kiều Trang yêu thích nhất và có lẽ cũng được fan của Ham TV ủng hộ nhiều nhất là vai nữ chủ tịch. Với ngoại hình xinh xắn, gương mặt thanh tú, Kiều Trang nhanh chóng được khán giả chú ý. Ban đầu, Kiều Trang được một người bạn giới thiệu casting một bộ phim ngắn do nữ chính bị tai nạn. Vốn rất là người mẫu ảnh, Kiều Trang không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Kiều Trang được chọn vào vai chính ngay lần đầu tiên, sau khi phim lên sóng nhận được đánh giá tích cực. Tên tuổi của Kiều Trang được biết đến nhiều hơn. Sau đó, cô nàng thử sức mình ở nhiều vai diễn hơn, tham gia nhiều bộ phim từ sitcom, viral, MV ca nhạc. Không chỉ nổi tiếng xinh đẹp và diễn hay, Kiều Trang còn rất đa tài, có thể hát, nhảy cover. Cô nàng cũng được biết đến với biệt danh cô gái vàng trong làng ăn uống. Kiều Trang đã lên kế hoạch khám phá hết những địa điểm ăn uống ở Hà Nội, sau này là khắp vùng miền Việt Nam. Kênh YouTube Him Channel của Kiều Trang chủ yếu chia sẻ kinh nghiệm ăn uống, vui chơi, review món ăn. Kiều Trang khéo léo lựa chọn món ăn phù hợp với từng đối tượng khán giả từ 10K, 20K, 50K, 100K. Có thể nói, tuy xuất phát điểm của hot girl là ngành tài chính, ngân hàng nhưng với mảng nghệ thuật cô nàng cũng gặt hái được những thành công nhất định. Trang Him từng chia sẻ bản thân đã sẵn sàng bước chân vào showbiz và đang từng bước phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai. Ngoài đời, diễn viên quê Hưng Yên cũng được mọi người yêu mến bởi đức tính khiêm tốn. Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng nổi trội nhưng Trang Him không hề tỏ ra kiêu căng, tự phụ mà luôn biết bản thân mình đang ở vị trí nào. Thậm chí, không ít người dành cơn mưa lời khen cho cô vì sự thân thiện, dễ thương của mình mỗi khi gặp gỡ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tâm Phúc TV để được cập nhật liên tục những video mới nhất về tiểu sử 10 thành công và nổi tiếng khác nhé.